Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho DLC một con ngạc view 3. Không biết có cứng hay không nha. Có cứng hay không, cứng thì chất lượng nha. Còn không cứng là mềm luôn, bị nó chém chết luôn. Bây giờ mình sẽ vô tới con gẹt luôn. Whip 8 nha. Bé tí nhòi biếm. Tên gì đâu mà đọc khó phải nổi. Bé tí nhỏi nhòi biếm là gì trời. Bé tí tại cả nồi cái tên. Má tôi đọc cái tên nãy giờ tôi mới. Bây giờ vô đây tôi đọc lại tôi mới phát hiện ra cái tên tào lao đi mà. Má thiệt chứ. Hết muốn tôi hết biết đọc cái server tên gì luôn. Trời ơi server 1096. Mới vô là tôi đọc là chưa có hiểu ý nghĩa của nó. Sau này tôi hiểu ý nghĩa của nó tào lao chứ. Rồi cấp đứng hạng 3 và lực chiến đứng hạng 6. Mẹ đặt mấy cái tên này chắc quýnh lộn khoáng dữ lắm. Ra tôi coi khoáng nhẹ kìa. Bình yên anh em thấy bình yên khoáng chiến đâu gì đâu, chắc server này chắc quân đoàn này bá đạo rồi đó chứ không bá đạo là xong rồi. Tên này nó quýnh lộn banh xác hết á. Nạp thì đã nạp được 13 triệu 356k điểm danh, điểm danh được 94 ngày rồi, nó cũng đã 94 ngày rồi ha. Bây giờ vô tới main luôn nè, mấy sự kiện kia giờ là hết rồi, hết không còn sự kiện gì luôn rồi. Main đỏ đôn đó, thằng bên cộng 50, một món kim ba món đỏ, bảo vật đỏ, ngựa chuột nhật bồn lôi, danh tướng không có, chiến pháp là quan đường sáu, quan đường với lại vô giải khắc kích, kêu kêu thức tỉnh 4 sao luôn. Thằng bên cộng 75 với hạng đỏ, xếp đỏ bảo vật cam, ngựa nhật hồng liên liên kết với cuộc trường hợp nha, chiến pháp thì đồng tâm sách với khai dương, võ thánh phi thăng 1. Thằng bên cộng 55 xếp kim bảo vật đỏ, ngựa nhật ô văn, danh tướng hàng tính, chiến pháp cường công với lại bạo ngược. Điều 3 là xài bạo ngược hình như là hợp lý nhất cho Quang Vũ rồi đó. Tổ đang thiếu nhiều nha, đang thiếu số công nha. Có đủ đủ số công, anh em đang thiếu số phòng thôi. Một cái số phòng với một số HP này khá là ngon. Nhưng mà bây giờ kiếm lục châu cực, kiếm này trước đi cho nó chắc. Tổ của con Kiều thì 3-4 luôn. Rồi sổ của nhân vật, nhân vật thì chưa có lên hàm. Để luyện sao? Luyện tẩy. Ơi đất ơi sao mà cam dữ vậy nè. Rồi 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 con ngạc này tôi nói với ông là nhân phẩm tẩy nó không có luôn em, nhân phẩm tẩy không có là chịu luôn rồi. Xong rồi xong rồi. Rồi mình sẽ qua cái phần tiếp tiếp theo luôn nha. Mà tiếp theo mình sẽ qua cái phần khác, đó là cái phần gì ta? Thằng giỏ có nhân phẩm không? Trời đất ơi, gì trời? Cái thằng giỏ gì lúc giờ là nó cho ăn cây là đúng cây luôn hả? Đừng nói với tôi là tiết kiệm tới cái mức độ mà không có chơi thằng giỏ luôn nha. Trời ơi, một chút xíu tôi ra tôi kiểm tra cái mảnh nha anh em. Không cho thằng võ là chết. Chết thiệt. Rồi, men đỏ thì đang có 3 cái và 3 cái cam, 4 cái cam. Cái hạt này ít men quá mình không cần phải đếm luôn đó anh em. Phẩm nang thì sao đây? Phẩm nang thì quyết chiến nè. Rồi điển vi nè, được hai kim ba kim luôn, tham lang luôn cũng được. Ổn nha. Mà tin. Chắc nghĩ là anh tin nè. Anh tin phụ cũng với lại cái gì không có. Con hạt này nói chung sơ sơ mình nhìn thấy không có cái gì hấp dẫn anh em, nó chưa có cái gì ngon nha. Đá thì sao, mình còn cái phần cuối cùng đó, tướng kim thì đang dư nè đó, một kim hai kim tạo diễm binh đang có một con nè, chỉ kính con này tạo tướng kim dư nhiều thế, khá là nhiều tướng kim nha. Phải đợi 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 lệnh chuyển thôi. Mảnh ôi lưu linh sao 81 mảnh lưu linh. Cặn lục châu mà không có lục, không có mảnh. Ừ đúng rồi, đợt đó nó không cho gần đâm ngay lục châu, cho gần đâm lưu linh cũng được. Lưu linh nữa cũng là sổ của con men nữa hay gì, men thấy con gì đó, pha ngang cũng là của con men nữa hay gì, mang pha ngang con kiều ngự giáp. Quên quên rồi. Ok mình sẽ qua tới thằng thú. Thằng thú thì bạch hổ không sao nè, thanh long 3 sao nè, quả kỳ lân 1 sao nè, linh lộc 5 sao nè, quyền vũ không sao nè, và bên này là đang có con bạch trạch 1 sao luôn nè. Ok mình sẽ qua bên cái trận pháp. Trận pháp thì mới luyện tới cái trận 6% HP anh em. Mấy chục ngày này thì cũng hơi thiếu thốn chút xíu. Túi đồ, mình bây giờ con ngạc này mình thấy là không có nhân phẩm gì rồi. Ơi khoan khoan khoan. Để tôi nói tôi vô thằng giỏ mà tôi quên anh em. Giỏ. Thì là có chơi thằng giỏ nha, chẳng qua là hơi đen cho nên là không chơi nữa. Giờ cũng tiết kiệm vàng, tiết kiệm kiểu này là không hợp lý nha. Tôi đã khuyên anh em thiệt, cái này tiết kiệm gì chứ, tiết kiệm cái này là không hợp lý. Cái gì thì anh em nên tiết kiệm, nhưng mà riêng cái vấn đề thằng giỏ anh em tiết kiệm là sai rồi. Trừ khi không có thời gian chơi và bỏ luôn.
Không, không có thời gian chơi thì bỏ luôn. Chứ mà thằng giỏ là sau này con nghề của mấy ông không có thằng giỏ là coi như là toang luôn. Cho nên bây giờ mấy ông cứ tiết kiệm đi. Sẽ một một ngày thì bây giờ ở cái VIP 8 này tôi cho mấy ông mua tối đa thằng giỏ là được bao nhiêu cái đâu. Đây nè, 9 cái một ngày nè, đúng không? Một ngày 9 cái thì có bao nhiêu ngọc đâu. Nó có nhiều vàng đâu, có 900 vàng à. 900 vàng với lại cái này 3 đi. Có lần 150. 150 là nhân 10 nữa là 1.500 hay ta. Cái gì? Ừ đúng là 1.500, 1.500 với lại chạy ra nó một ngày bỏ ra chỉ có 2.000 vàng thôi anh em. Đó, một ngày bỏ ra chỉ có 2.000 vàng thôi mà anh em chơi thoải mái. Đây là tính VIP 8 nha, VIP thấp hơn thì vẫn cho thằng giỏ được. Cho nên em tiết kiệm cái gì, tiết kiệm thằng giỏ là sai, sai hoàn toàn. Cái phong thiên ngắn là một trong những đỉnh điểm của cái trận chiến. Bây giờ thì chưa đâu, bây giờ thì chưa biết tác dụng đâu mà sau này thì mới biết được. Bây giờ không tích mảnh thì sau này toàn á. Đây tôi khuyên thôi mấy ông chơi không chơi thôi. Không chơi thì tiết kiệm được cái khoản lượng vàng mà tôi vừa tính cho mấy ông đó. Tôi tính sẵn cho mấy ông rồi đó. Một ngày 2.000 vàng đó. Túi đồ thì nhìn tới nhìn lui đồ lậu cũng không có luôn nha. Rồi xong, xong rồi 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 đó thì đó không có gì luôn, đồ lẩu có mấy trăm cái à, không ăn nhậu gì đâu. Đá và Ngọc Thi. Trời ơi, đầu tiên tôi lại thấy cái viên như ý nữa, tôi gặp cái viên như ý tôi ám ảnh thiệt. Không biết nói gì sao nữa, tại vì cái như ý này tôi đã nói nhiều lắm rồi. Mà có nhiều hạt tôi review lại trùng nha. Có nhiều hạt review đã có thị huyết chi hồn rồi nhưng vẫn có như ý nha. Nhưng mà không biết cái đó là có trước hay có sau, mà nếu mà có trước á thì bây giờ anh em bán cái như ý này là vừa. Còn nếu mà nó có sau á, nếu mà nó có sau nha thì nên lấy, nên giữ lại, tại vì cái kia đã có sẵn rồi. Thật ra cái trạng thái bất lợi hay là giúp cho đồng đội xóa thì nó không quan trọng. Cho nên em giữ chi cái viên đá quỷ này. Thay vì đó thay vô là những cái viên mà kiếm những viên đá đỏ như là thanh tâm rồi nè, nó mấy cái viên đá đó đó nó xóa hiệu ứng bất lợi đó đó. Không thôi lấy cái viên linh ẩn rồi cho búp máu rồi cũng được đó. Thiếu gì cái đi để xóa hiệu ứng mà phải lấy cái này xóa hiệu ứng anh em. Cho nên là đừng có tiếc nha. Cái đó là một trong những cái quý báu mà. Giống như kiểu là một cái vàng đá nằm bên phải á, là ví dụ như là thị huyết đúng không? Đồng tâm đúng không? Là nó sẽ cho nằm bên góc phải là nó mặc định cho một ạt là một hai cái. Một ạt một hai cái, cho nên anh em giữ cái này lại thì không bao giờ có cái thứ hai nữa. Nó là vậy thì anh em cứ để ý đi. Có một con ạt nào mà được 3 4 viên đồng tâm á, hoặc là một viên thị huyết viên đồng tâm là đó gọi là nhân phẩm rồi, về cái mở đá rồi. Còn ạt mình không có nhân phẩm thì anh em đừng bao giờ giữ những viên này lại, không bao giờ có viên thứ hai nữa. Đó là cái logic của một cái ID ạt rồi. Có ạt thì nhân phẩm này, ạt nhân phẩm kia, tại vì mình gặp rất là nhiều ạt. Ạt thì nhân phẩm tẩy luyện, ạt thì nhân phẩm thú, ạt thì nhân phẩm thể biến hình, nó nói chung nó chia ra từ ID hết. Chứ không phải là có nhiều khi nó đưa một cái ID lỗi vô là có nghĩa là ông nào tạo đúng ngay cái nhân vật đó và ngay cái ID đó thì sẽ là kiểu như lỗi luôn á, đụng cái gì cũng nhân phẩm, đụng tới là nhân phẩm không cần nạp. Đó là cái ID lỗi thôi. Chứ không phải không có đâu, nhưng một chục server chỉ có một cái server lỗi gì thôi. Chứ không có nhiều đâu đem. Ở trên này luật chiến rất là nhiều ha, mình đâu bây giờ mình thằng ít nè, 50.000 nè, 44.000 với 50.000, bill 3, bill 4 quýnh chắc. Ô bill 5 luôn chơi được. Bill 5 là chơi được nha. Rồi gia cát lượng luôn nha. Tí nha. Gia cát lượng thủy kính võ thánh luôn nè, ông này tham đam dữ rồi, còn thêm con diện quân trong kia nữa kìa. Hơi bị tham đam. Này thì tham đam nè. Đau á. Cộng 5 luôn hả? Cái ghê à? Cộng 5 luôn vậy đấy. Không phải dân vừa đâu. Nhưng đụng cái chết à. Mấy ông này yếu lắm. Mạnh lắm. Tôi quýnh yếu gì? Mày quýnh yếu gì? Rồi không sao, để coi con võ thánh mình cho nó có tích cực tham gia công việc chung của nhau hay không thì làm trọng nha. Sao không sao, vẫn không sao, dễ gì có sao đó. Trời ơi không xóa rồi, thua rồi không thua được, dễ gì. Chết quá à, nó cộng dồn 3 lần sao không đỡ chém win, tại vì võ thánh nó bày chứ không bày làm hơi mệt với mình đó, lưỡng giỡn rồi. Ở đây top 4 thì nó cũng chiến cũng hơn lắm ha.
đây đây con này cày chỉ phi thăng không thôi, không chất lượng lắm. Phi thăng không làm được nha, nuôi là làm được à. Hơn mấy lượt chiến này mà cho mình hơn luôn hả? Mình win trước thì xác định rồi, đem thua win chắc luôn rồi. Win kia sao đỡ? Còn không xóa thì gồ chết luôn. Đâm chính chết ngắt. Đâm đá gì? Thôi con ngạc này nói chung là phi thăng không sao quýnh lại phi thăng 1. Phi thăng không sao đủ lại phi thăng 1, trời trời. Rồi, top 5. Đây, bồi thêm tử thượng. Thật ra là con ngạc này cũng có thể nuôi được con kim tướng rồi đó. Nhưng mà không thích dục vô á. Anh có thích build 3 thôi. Cho nó trâu. Mà cũng đúng. Giờ dục thêm con kim tướng niết bàn 3 không có đồ cũng vậy à. Thấy không, build 3 trâu không? Nước mất ít sự máu à. Chết mẹ, xong rồi to. Cái này con đôn, cái này con vũ nó không phải là người gánh tem mà con đôn lại là thằng gánh tem nó mới ghê đó chứ. Trời quán win. Tao lao rồi chứ. Rồi xuống top 7. Mấy tem này giờ toàn là server này đúng như server Quang Vũ luôn đi. Không phải coi server Quang Vũ mà là server Võ Thánh. Đó, server Võ Thánh đúng luôn. Nào nhắc tao. Anh em thấy không? Rõ ràng mình là không có muốn, ngày hôm qua là không có luôn á. Ngày hôm qua là không có nào nhắc luôn, bữa nay con nào chửi hay gì mà. Đúng chính xác luôn. Chắc chắn là ngày hôm nay có hàng chửi mình. Có mới lạ. Con mém Tula sao mà đỡ được. Rồi. Quýnh lại gai tới top 10 luôn nha. Top 8 luôn nè. Chắc này tôi à có ông này thay đổi thời thế nè. Cũng xây chỉ qua chu cơ được xây bậy nó chơi. Cũng chịu khó đó chứ. Đỡ nè, đỡ. Đi. Chu cơ rớt xuống không kịp chơi game là chết. Con thiệt luôn, con chu cơ không có đường nào nó kịp chơi game hết. Nè coi nè, coi nè. Bye bye bạn nha. Đó là một cái tem mà gọi là build mà không có logic. Ông này nữa nè. Giống mình mà lực chiến thua mình là xác định GG rồi anh em. Thật ra BK thì BK nhìn vậy thôi chứ mình thấy là con ngạc VIP 8 này thì cũng không chất lượng cho lắm nha. Không có chất lượng luôn. Dê mỗi mặt. Dê mỗi mặt luôn á em. Chứ không có đơn giản là về cái mặt gì. Nói chung là về mặt tướng cũng hơi cùi. Nếu mà so sánh mà đem so sánh nha. Còn nếu mà vậy như kiểu như mình so sánh cách chơi, còn mình so sánh cách tiêu nữa thì nó lại ở cái nằm ở cái mức độ khác. Có người thì tiêu ở đầu server, có người thì tiêu ở cuối server, cho nên mình không so sánh được cái cách đó. Và cuối cùng đó là ạc hiệu quần build 5 Tàu Diễm Binh. Tàu Diễm Binh đang nổi nha, idol mới nổi đó. Tàu Diễm Binh là một idol mới nổi, khá là nổi luôn. Yểm Tula sao mà đỡ cho được. Mấy cái tem này thì khỏi nói luôn mấy ông, thiệt bước một phát một cảm giác như là máu nó mắc không phanh. Thấy không? Đó, cái mấy con ngạc này mà dạng mà không tăng á, chứ có đôn đường này nó kèm còn lướt được 2-3 cái rồi nó còn chịu châu được, còn may mắn còn ra được cái chiêu. Còn mấy con không tăng mà gặp cô Dấu Thánh này phi thăng 1 thôi, phi thăng 2 nó gịch còn dữ nữa. Ý là không có đá nha, em thấy không có đá mà cũng rất là lực chứ không phải cùi bắp gì. Chém mà cũng khá là phê đó. Cũng bù lại mấy viên đá đỏ là gọi là mấy viên công bù vô tới bù lui anh em, chứ không thôi là không thôi là toan luôn. Con ngạc này không có nhân phẩm gì, bất cứ một cái thứ gì cả. Như anh em đã thấy, nguyên cái con ngạc không có bất cứ một cái nhân phẩm gì luôn. Tẩy luyện không có luôn nè, tẩy luyện bây giờ chưa có một dòng kim để làm thuốc. Rồi thằng thú cũng không thấy, nhân phẩm cũng không thấy luôn, nhân phẩm bên thằng
thẻ cũng không có luôn. Rồi bản tin thì bình thường. Rồi bên gì, cẩm nang thì cũng bình thường ở cái quý 8 này. Mẫu thì giờ cũng 2-3 mùa rồi. Cũng bình thường em, nói chung là tạm 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 được chứ không có thọt lắm, tạm được. Rồi thì video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo nha. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh trước khi rời khỏi video nha anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.